Dự báo thời tiết một số tỉnh, thành phố ngày 22 tháng 11. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai có mây không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế có mây không mưa, nhiệt độ từ 23 đến 27 độ. Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có mây không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố New York, Mỹ có mưa nhỏ, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ. Thủ đô Tokyo, Nhật Bản có mây rải rác, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ. Thủ đô Paris, Pháp có mây rải rác, nhiệt độ từ 7 đến 11 độ.